vị khán giả chúng thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động Bình Dương, và trước mắt quý vị và các bạn là trận đấu giữa hai câu lạc bộ BKMX Bình Dương và Hải Phòng. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư giải bóng đá vô địch quốc gia Nai Úc League 1 2022. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì trận đấu giữa BKMX Bình Dương và Hải Phòng sẽ là trận đấu diễn ra sớm nhất. Trong tài chính điều khiển trận đấu mà chúng ta chuẩn bị được theo dõi là ông Mai Xuân Hùng. Lịch thi đấu được diễn ra đúng như những gì đã dự kiến. Ba vòng đầu tiên đều đã có những trận đấu phải hoãn lại. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Một ngày thi đấu mà trên sân Bình Dương có rất đông các cổ động viên của câu lạc bộ Hải Phòng đã di chuyển đường xa tới đây. Cũng dễ hiểu bởi vào lúc này thì đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang có một khởi đầu được coi là thực sự tốt đối với họ, và họ đang hướng tới một kết quả trọn vẹn nữa trước khi bước vào quãng nghỉ của giải quốc gia. Cơ hội đầu tiên, đánh đầu, bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hải Phòng ngay ở phút thi đấu đầu tiên. Đó là Di Mario, một cú đệm bóng đơn giản khi mà đồng đội đã làm tất cả những gì khó nhất. Một tình huống tranh chấp tốt ở khu vực giữa sân, và sau đó là một pha bóng triển khai ở bên phía hành lang cánh trái. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Một quả tạt loại bỏ hoàn toàn thủ môn của BKMX Bình Dương, các trung vệ của đội bóng này, và công việc còn lại của Di Mario là quá đơn giản. Ngay ở phút thi đấu đầu tiên, đó là Di Mario. Bàn thắng sớm sẽ giúp cho trận đấu này có thêm chất xúc tác để trở nên hấp dẫn hơn. Hải Phòng ở vị trí này sẽ là Sông Lam Nghệ An trong trận đấu muộn nhất. Và đó là bàn thắng sơ bằng tỷ số cho BKMX Bình Dương. 4 phút, 2 bàn thắng. Đó là một kết quả khiến cho người hâm mộ phải đứng ngồi không yên. Chỉ 4 phút thi đấu mà đã có 2 bàn thắng được ghi. Cầu thủ thực hiện quả đá phạt cho BKMX Bình Dương là Duy Khánh. Và Nguyễn Trần Việt Cường đã có một tình huống đánh đầu hạ gục thủ môn Đình Triệu. Tỷ số là 1-0. Cầu viên khá hay, Thanh Thảo. Thêm một quả tạt nữa. Bóng vừa đi cắt ngang khung thành của câu lạc bộ Hải Phòng. Nhịp độ diễn ra nhanh. Hải Phòng tận dụng được sự chuột chạp và có lẽ là chưa thực sự tập trung của hàng phòng BKMX Bình Dương. Ở phút thiếu đầu tiên của trận đấu này có được pha lập công của Di Mario. Thêm một quả đá phạt nữa. Cho bóng khá nguy hiểm. Không có bàn thắng cho BKMX Bình Dương. Người vừa vào đó là Oliver Evie. Còn lại của trận đấu ngày hôm nay. Khá hay, Di Mario không thể dứt điểm. Đã có lỗi Việt Vị. Cú sút. Mất bóng rất nguy hiểm, lần thứ 3 rồi. Lần thứ 3 để mất bóng trước bụi 16m50 của các tiền vệ BKMX Bình Dương. Và vừa rồi thì Triệu Việt Hưng đã có được tình huống dứt điểm. Và sẽ cùng xem lại cú sút của Triệu Việt Hưng. Quả đá phạt được hiện bởi Duy Khánh. Sút bóng không vào. Người vừa chủ tịch đã quyết định dứt điểm ngay. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt góc của cầu thủ của BKMX Bình Dương. Những vào đá dứt điểm hiện tại thì trượt chân trụ ở khoảnh khắc quyết định. Có rất nhiều cơ hội đã được tạo ra từ khi đầu trận. Hai bàn thắng đến trong 4 phút thi đấu đầu tiên. Martin sút xa. 2-1 cho Hải Phòng. 2-1 cho Hải Phòng. Đứng gió buồn của Hoàng Thái Bình trong trận đấu với câu lạc bộ Nam Định. Anh vừa có một pha băng vào rất nhanh
dứt điểm quyết đoán và giúp cho câu lạc bộ Hải Phòng có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Đá với lực đi rất tốt của Hoàng Thái Bình. Hơn 30 phút thi đấu của hiệp 1 trôi qua, 3 bàn thắng được ghi. Chúng ta hãy cùng xem lại góc nhìn từ phía sau cú đá của Hoàng Thái Bình. Phía trên là Di Mario. Di Mario sức mạnh, cố gắng đưa trái bóng vào phía trong. Và người đã kịp thời giải nguy cho khung thành của thủ môn là Tuấn Vũ, đó là Thanh Long. Chúng ta hãy cùng xem lại nỗ lực trước đó của Di Mario. Và chỉ chậm một chút thôi. Nếu như Thanh Long không can thiệp, Yali đã dứt điểm vào khung thành rất gần và bàn thắng gần như là điều đương nhiên. Sẽ là quả đá phạt được hiện bởi Hải Huy. Hơi sâu. Tất nhiên là Vietnamese cũng đạt quan trọng của Vietnamese bình thường. Chuyển chi xây qua người rất hay. Đây là cơ hội dành cho đội chủ nhà. Đã không có được một đường chuyền hay một tình huống dứt điểm. Đội đường chuyền rất hay của Triệu Đương, chỉ đáng tiếc là pha không chế bóng của Châu Ngọc Quang là không thực sự tròn trịa. Hải Huy quá đáng tiếc. Dứt điểm. Một pha dứt điểm ở tư thế với một cận chân của Bùi Vĩ Hào. Đã có một tình huống va chạm và tiếng còi cất lên. Quả đá phạt 11m dành cho BKMX Bình Dương. Quả bóng tương đối đơn giản. Bây giờ sẽ là Tiến Linh, đội trưởng của BKMX Bình Dương. Tiến Linh rất đơn giản và nhẹ nhàng, tỷ số được sáng bằng 2-2. Quả đá của Tiến Linh đánh lừa được thủ môn Đình Triệu sau một quả đá phạt của mình. Ngọc Thịnh rất nhanh. Ở trong hiệp đấu mà chúng ta theo dõi, Ngọc Thịnh đã phải nhận những chiếc thẻ vàng. Thẻ phạt đã sẵn sàng rồi. Phạt đã sẵn sàng. Đó sẽ là chiếc thẻ phạt dành cho trung đội của câu lạc bộ Hải Phòng. Bây giờ thì đội khách sẽ chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Bất lợi rất lớn. Di Mario. Sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho đội khách. Và thêm một chiếc thẻ phạt nữa. Tranh cãi cả. Mbappe bóng đi cao hơn so với khung thành của đội chủ nhà. Moses cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Và như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Vietnamex Bình Dương và Hải Phòng trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư của Đại hội Vô địch 2022. Số cuối cùng của trận đấu này là 2-2.